Từ xưa đến nay, kẻ thua cuộc chủ yếu bị mắc kẹt trong tư duy cứng nhắc, và những người thành công không phải ai cũng đều có tư duy tình hòa. Thứ nhất, tư duy cố chấp. Nhiều người chỉ muốn theo đuổi cuộc sống ổn định, an toàn với hiện trạng, bướng bỉnh ý kiến của riêng mình. Tuy nhiên, ổn định không có nghĩa là an toàn. Họ thường xuyên quen nhìn mọi thứ dưới góc nhìn hạn hẹp. Họ tin rằng các đặc điểm của một cá nhân hoặc tốt hoặc xấu không thể thay đổi, dù cho có nỗ lực nhiều hơn thế nào đi chăng nữa. Họ là những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm, có thói quen tự cho mình là người từng trải. Bất cứ ai xung đột với những tư tưởng đã có của họ thì thường là bỏ cuộc. Tất cả mọi thứ bị ràng buộc trong thói quen cũ, bướng bỉnh trong khung, luôn luôn với một loại tư duy cố định để suy nghĩ về vấn đề một đời tầm thường. Chúng ta luôn thích cuộc sống hiện tại, nghĩ rằng chỉ cần ổn định thì mọi chuyện sẽ bình yên. Tuy nhiên, thực tế thường rất phũ phàng. Một tai nạn, một cơn bệnh, một công ty phá sản là đủ để hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Nếu bạn là người nghèo, chẳng có gì gọi là an toàn, chẳng có lối thoát nào tồn tại nếu bạn không dám chấp nhận rủi ro. Đáng sợ hơn, nhiều kẻ nghèo không dám tự mình mạo hiểm mà còn chê cười những người dám mạo hiểm hơn. Nếu bạn chấp nhận rủi ro, người sở hữu tư duy nghèo nàn sẽ cho rằng bạn may mắn. Nếu bạn thất bại, kẻ đó sẽ châm chọc: tôi đã bảo rồi. Nếu xung quanh có người như vậy, bạn cần phải tránh xa. Tất nhiên, chấp nhận rủi ro không giống như đánh bạc. Bạn cần có tinh thần sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, kể cả khi đang an toàn, và luôn dũng cảm tiến lên phía trước. Đó là một lựa chọn có tính toán sau nhiều lần cân nhắc rủi ro. Thế giới sẽ không bao giờ đối xử tốt với bạn chỉ vì bạn nghèo. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên bạn cần thay đổi tư duy của mình. Thứ hai, tư duy cua. Đặt một con cua vào xô, con cua sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để bò ra ngoài. Nhưng nếu có rất nhiều cua, một con không thể leo ra, bởi vì con cua ở phía dưới sẽ liều mạng kéo cua phía trên. Cuối cùng không ai ra được. Ta không được thì người cũng đừng nghĩ có được, chi bằng cùng nhau ở trong vực sâu tối tăm. Đây là điển hình của tư duy cua, tương tự như sự ích kỷ, ghen tị, toan tính và cạnh tranh ngăn cản sự tiến bộ giữa người với người. Giữa con người, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau có ý nghĩa hơn nhiều so với chiến đấu với nhau. Thứ ba, tư duy thiển cận. Có một câu chuyện nhỏ, Henry sống trong một gia đình nghèo. Anh ấy có năng khiếu bóng bầu dục rất giỏi và được huấn luyện viên đánh giá cao. Một lần, một người bạn giới thiệu Henry đi làm thêm và kiếm được 3,25 đô la trong một giờ. Henry đã rất xúc động và đổi hướng muốn hưởng thụ cuộc sống mà không cần nỗ lực, áp lực thêm nữa. Khi huấn luyện viên biết được suy nghĩ của anh, ông tức giận nói: từ bây giờ, em sẽ có cả cuộc đời để làm việc, nhưng em có thể tham gia cuộc thi bao nhiêu ngày? Giá của một giấc mơ có trị giá 3,25 đô la một giờ không? Henry tỉnh táo, cống hiến hết mình cho việc đào tạo. Sau khi tốt nghiệp đại học, gia nhập đội bóng Denver Broncos nổi tiếng và trở thành một ngôi sao bóng đá tỏa sáng. Rõ ràng, Henry trước đây đã có một suy nghĩ thiển cận. Đối với những người thiển cận, họ chỉ biết theo đuổi những lợi ích trước mắt, chỉ có một cái nhìn một chiều về cuộc sống và không biết nhìn xa trông rộng. Thứ tư, tư duy tiêu cực. Một số người sống không hạnh phúc, đó là rơi vào cái bẫy của suy nghĩ tiêu cực. Rất thường xuyên, họ không nghĩ về làm thế nào để thay đổi hiện trạng của họ, mà lãng phí năng lượng lớn vào những điều không quan trọng. Nhất ông trời không quan tâm đến bản thân, những người xung quanh và mọi thứ cũng có rất nhiều bất mãn. Họ thậm chí còn phàn nàn ngay cả cha mẹ của họ, những bậc phụ huynh không có quyền lực và cũng không phải là một người giàu có. Không cầu tiến, không nắm bắt được cơ hội, ngay cả niềm vui và hạnh phúc mà mình thực sự có được đều không thỏa mãn,
Thử nghĩ người như vậy làm sao có thể thay đổi hiện trạng đây? Giả sử có một ngọn núi phía trước mặt, điều đầu tiên mà những người có tư duy nghèo nàn sẽ nghĩ là mình không thể leo lên ngọn núi này. Vừa được giao nhiệm vụ liên hệ với đối tác, họ đã nghĩ đến việc thất bại, bị xem thường. Vậy sao có thể tạo ảnh hưởng gì đến với đối tác đây? Một khi bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực này, bạn sẽ bước hoàn toàn vào trạng thái tư duy nghèo nàn. Chỉ cần gặp khó khăn, tư duy nghèo nàn sẽ khiến bạn nghĩ mình không thể làm được và bỏ cuộc. Người có tư duy nghèo nàn chưa chắc đã không có tiền hoặc không có khả năng kiếm tiền. Thực chất, họ đang phủ nhận khả năng kiếm tiền và thành công của chính mình. Ngược lại, người giàu khi gặp bất cứ vấn đề gì đều tin rằng mình sẽ làm được, đồng thời nghĩ đến cách giải quyết vấn đề, rồi huy động mọi nguồn lực xung quanh để thực hiện vấn đề này. Thứ năm, tư duy lười biếng. Người lười tư duy thường ước có cơm ăn áo mặc mà không phải vất vả. Người thiếu chính kiến chỉ muốn được người khác khuyên nhủ. Tương tự, người không thể giàu là những người đã sống mòn hàng chục năm, sẵn sàng làm nô lệ cho cuộc đời, chẳng thể nghĩ mình sẽ làm chủ số phận. Lười tư duy và lười hành động luôn luôn song hành với nhau. Bạn coi việc gọi đồ ăn về nhà thay vì nấu nướng là tiết kiệm thời gian. Nhưng thời gian bạn tiết kiệm được chủ yếu là để xem TV, chơi điện tử, lướt web và hàng loạt việc bô bổ khác. Dần dần nó sẽ trở thành thói quen xấu. Dù có điều kiện nấu nướng, bạn vẫn đốt tiền để gọi đồ ăn về nhà. Vàng bạc, tiền của, cửa hàng, nhà cửa, tài sản đều không đủ để đứng lên. Chỉ có tư duy tích cực mới là cách cơ bản để có được một cuộc sống tích cực hơn.